Các bạn ơi, hôm nay là ngày chủ nhật nha các bạn. Thì hiện tại mình đang đứng ngay cái bến phà Cần Giuộc Tân Thanh. Có một cái chuyến phà nó vừa lên nè. Xe chạy quá trời luôn. Giờ này mình đứng đây là tầm khoảng 7 giờ rưỡi sáng nha. Một cái khung giờ mà bà con anh chị mình á, người thì buôn bán, người thì đi làm, rất là sôi động ở cái khung giờ này. Bây giờ thì mình sẽ đi từ cái con đường này đi ngang cái ngôi chợ hải sản rồi xuống cái nhà lồng chợ cũ luôn nha các bạn, để mình cập nhật những cái hình ảnh buổi sáng sớm hôm nay ở vòng vòng cái khu vực chợ cho các bạn xem. Rồi mình quẹo vào con đường này để đi xuống cái chợ hải sản đây. Ngay đây có một cái quán ăn gia đình bờ sông, một quán ăn khá là rộng và không gian ở trong đó đó mát lắm các bạn. Bây giờ quán bờ sông đó nó lòi ra cái mặt tiền bờ kè luôn á, là mai mốt á một cái khu vực bờ kè ở phía trong này nè hình thành xong rồi đó. Mình đi dạo giữa bờ kè đó là mình nhìn thấy cái quán này nè, quán bờ sông này nè, là mát mẻ luôn á. Không hiểu sao á, cái chợ hải sản á, cái đoạn này nè nó khá là vắng luôn, hầu như là không ai buôn bán ở khúc này hết á. Đó, nó chỉ nhóm chợ là phía trên này tí xíu à là đông nghịch luôn, cho tới cái nhà lồng chợ phía trên. Những cái ánh nắng ban mai đầu tiên buổi sáng sớm hôm nay là chiếu rọi xuống ở thị trấn Cần Giuộc mình, và bà con mình thì buôn bán đã trở nên sôi động hơn rồi. Ngay đây là mình thấy bày xuống cả dưới lề đường luôn á. Đoạn này thường thường bán rau củ quả nè các bạn. Những cô chú anh chị mình á rất là mê đi ở ngôi chợ hải sản này, hầu như là bán cá đồng cá sông rất là nhiều, kèm theo là những cái hải sản ở những vùng khác nè lên đây bán. Nếu mà các bạn sáng sớm á, bạn chạy trên cái con đường này nè, nhìn hai bên đường thôi, cá mắm á, nó để theo sừng sững á, để xuống dưới cái lề đường luôn đó. Như bên này thấy không, từng mâm đó các bạn, mực dời cua ốc đủ loại hết. Sáng sớm thường mình lựa được đồ ngon ha, còn trưa rồi thì phải lấy những cái đồ mà bà con mình bỏ lại rồi. Đoạn này sao kẹt xe ta, thường thường á cái khúc này nè hay kẹt xe nhất luôn. Bà con mình á vừa chạy xe nè vừa vừa á, nhìn nhìn xuống đường đó coi coi có bán cái gì mà nhu cầu của mình á, rồi cái bắt đầu cái quẹo vô lửa luôn, mua nhanh chóng và tiện lợi luôn các bạn. Nên đa số đi cái đoạn này nhìn hai bên đường không à, ít nhìn xe lắm nên xe cứ cà nhích vậy đó. Đó các bạn thấy không, những cái sừng đó để xuống sát sát kế liếu nhau luôn á. Đoạn này là bán cá đồng nhiều nhất nè. Đôi khi chạy ngang đây nè, mình thấy có những cái con cá ngát bự luôn á, cá ngát xong á các bạn, cái đó mình nấu lẩu chua là thôi chảy nước miếng luôn. Tính ra thì mình đi hôm nay á cũng hơi thưa các bạn, chợ hơi thưa đó, chứ mà đúng giờ của nó thôi hay bị kẹt xe dữ lắm. Cái đoạn này sắp tới cái nhà lồng chợ hải sản rồi nè, thì phía trên này á có những cái sạp thịt bò rất là lớn, đâu đó ba bốn sạp gì đó, bán nào là thăn bò này, dựng bò, nội tạng bò, nói chung là đủ các thành phần của con bò hết đó. Các bạn muốn nấu cái món gì về bò ra đây cũng có cả. Đó, mình đang đi ngang cái ngôi chợ hải sản rồi nè. Trước mặt cái ngôi chợ hải sản này thường có mấy cô nè, để những cái sừng ở đây nè, bán những cái đồ hải sản tươi sống rất là quen thuộc luôn. Chạy ngang là thấy à, phía trước là sạp thịt heo đó các bạn, cũng lớn lắm á. Rồi mé bên tay trái nè, đó là sạp thịt bò. Phía cuối đường cũng là một sạp rất là lớn,
để cái chữ kiều á ngay cái góc ngã ba này luôn. Ngày nay các bạn đi chợ Cần Giuộc á, có nhiều cái món ăn ngon và lạ ở đây lắm nha. Ngay góc ngã ba đó đó có thấy bán một chị ha, bán cái bánh tiêu bánh bò gì đó mà nhìn lạ lạ nhưng mà rất là ngon luôn. Bữa mua hỏi thì chị nói là bán là lâu năm tại đây rồi, nhưng mà đó giờ mình đâu để ý đâu. Bữa đó mình hứng hứng sao cái ghé lên mua ăn thấy ngon quá, giờ làm mối luôn. Rồi mình qua cái khu vực mà đông ngay chỗ đó đó hải sản đó, giờ lên đây thì những cái sạp cũng như là những cái vật liệu dụng cụ rồi đó để nuôi gà, rồi lưới đánh bắt cá, đủ các cửa hàng đây á, nhưng mà không có nhóm chợ mà ngồi buôn bán như ở phía dưới. Và chạy song song với con đường này á là phía bên tay phải của mình á là cái sông Cần Giuộc đó các bạn, là coi như là cái bên tay phải này nè là nhà ở á, là mặt tiền con đường này và phía sau là mặt tiền sông không á. Một cái sạp giày dép đủ loại hết, bán số lượng rất là đông luôn, ngày thường cũng như là ngày Tết rất là vui. Tết mua giày dép còn háo hức hơn nữa các bạn. Hình như là mình thấy cái đoạn đường này có nhiều cái sạp đồ chơi lớn lắm rồi nha. À, vòng vòng đây nè, đó ba bốn sạp đó. Đồ chơi mà những bé thiếu nhi đó vào đủ các mặt hàng đồ chơi cập nhật mới nhất bây giờ luôn. Còn trên đây thì những cái sạp như dù rồi nè, rồi màn cửa, chiếu tre, phân bón. Thì nói chung á, cái đoạn chính giữa này bán những cái sạp lớn lớn thôi chứ không có bày bán như ở dưới đường. Thì lên tới gần cái cảng cầu tàu đây nè, phía trên này á mới xung trở lại là cái lối trên này á, là dẫn vô cái ngôi chợ phía sau luôn á, chợ Cần Giuộc ở phía sau ha. Ở dưới ngôi chợ hải sản thì cũng có ngã ba, ở trên đây thì cũng có một cái ngã ba, mà điều đặc biệt là ngay ngã ba này có một cái cây me đã già cỗi lắm rồi, rất là ấn tượng. Đây nằm ngay cái khu vực cầu tàu luôn, một cái bãi đổ cầu tàu khá ấn tượng ở đây. Rồi mình đang chạy vào trong cái phía sau của ngôi chợ Cần Giuộc á, thì bắt đầu những cái sạp hàng nó buôn bán là đông nghịch trở lại rồi đó. Nói chung là bán đủ các mặt hàng hết, tiệm vàng, rồi những cái sạp rau cải nè, rồi những cái đồ kẹp tóc cho chị em phụ nữ, rồi sạp khô, rồi tạp hóa, sạp bông, đồ giặt nhiều lắm, đa dạng mặt hàng luôn đó các bạn. Phía trước mình là một sạp vải nè. Thì nói về cái ngôi chợ hải sản này nè, là cái ngôi chợ cũ xưa giờ, thì có rất là nhiều cái hướng để vào ở trong cái khu vực chợ này. Nếu mà tính từ cái quốc lộ 50 ở phía ngoài á, cầu Cần Giuộc á, các bạn vào trong cái ngôi chợ hải sản cũ này nè, thì tính sơ sơ là bốn cái hướng vào rồi đó. Ngoài ra còn rất là nhiều cái con hẻm trong đây mà mình không biết có ra ngoài được hay không, tại hẻm nhỏ quá không có để ý các bạn. Hiện tại thì mình đang chạy trên một cái con hẻm hướng sát với cuối cùng á để lên ngôi chợ nè. Theo cái hướng này á, là mình đi lên phía sau cái ngôi chợ á, nguyên một dãy là quần áo không ở dưới đây. Ngày Tết thôi bà con mình súm lại ở đây lựa đồ thôi, chật kín liền. Ngoài ra thấy có tiệm vàng nè, tiệm gia vị nhiều á, gia vị nêm nếm á, kêu là phụ liệu á các bạn. Rồi tới ngay ngã ba nè, phía sau nhà lồng chợ Cần Giuộc. Thì ở phía bên hông chợ này nè, mình chạy xe là mình nhìn thấy ở phía bên kia liền. Nhưng thiệt sự đó giờ á, mình chạy vòng vòng xung quanh đây không biết bao nhiêu lần rồi chứ chưa bao giờ mình gửi xe mà đi vào trong
Nhà lòng chợ này nha, không biết chính giữa có bán cái gì không các bạn. Chật rồi, kẹt xe rồi. Đa số hai chiếc xe đậu hai bên, rồi có những bà con mình đứng ở dưới lề bán luôn, nên cái lối đi rất là nhỏ luôn. Nếu mà mình đi mà hai chiếc xe Honda thì cũng né nhau cực lắm, nó dồn lại là thôi đi rất là khó khăn luôn các bạn. Qua được những cái đoạn này là thôi thở phào nhẹ nhõm luôn rồi. Thì theo mình thấy á, cái nhà lồng này nè nó cũng khá là ngắn thôi chứ không có dài các bạn. Và xung quanh này á, cái phía bên này á, mình thấy đa số bán hàng bông, rau củ quả. Còn phía bên kia ở đầu chợ thì có một cái cửa hàng chay rất là lớn luôn, chuyên bán đồ chay chắc bỏ sỉ luôn á. Rồi chạy xích xuống phía dưới tí xíu thì bán hoa tươi, rồi trái cây, trưng cúng rồi đó các bạn. À, một đám cưới à nha, dựng dạp hết đường luôn rồi, mình phải chạy phía trong thôi. Có một cái bàn này xui da gì đây, sẵn mình quay ké luôn nha. Thấy đám cưới là mình hào hứng à các bạn, làm như vui lây luôn vậy đó. Nhà trong chợ cũng bất tiện ha, nếu mà có đám tiệc gì đâu có sân đâu. Một là đãi nhà hàng, hai là mình mượn những con đường đây luôn, làm luôn, làm gì cũng kẹt đường cho bà con mình đi chợ. Đây là cái hướng mà đi thẳng hoài là mình ra cái công viên Cần Giuộc á, thì đi một cái đoạn ngắn nữa thôi là mình hết cái khu vực chợ rồi. Nhưng mà cái đoạn này á, nó đông dữ lắm các bạn, toàn là thấy bán hàng lưu động không à. Đó, những cái cây dù đó giờ mình treo móc những cái quần áo lên bán vậy thôi, có khi có bánh xe mình đẩy đi luôn á. Rồi những cái sạp thịt rồi đó, cái dựng ra ngoài bán luôn. Rồi những cái mâm nè, bà con mình bán cá tôm gì đó, đồ dùng đó, rồi để thẳng xuống bán lề đường luôn. Thấy có mấy con ốc và bù đèn à, ngon quá. Khu vực này thấy dựng xe quá trời, hổm đi ngang đâu thấy đâu. Mình sắp sửa đụng tới ngay cái ngã tư rồi, thì bên tay phải mình cũng có thể ra cái đường quốc lộ 50 luôn á. Thì ngay ngã tư này bán cũng khá là đông luôn các bạn, từ cái ngõ mình vào trong cái chợ đó, bà con mình xúm lại ở đây nè, bán rất là nhiều cái mặt hàng nơi đây. Qua khỏi cái này nữa là hết rồi, trên đây có một cái cửa hàng thực phẩm Sang Hà bên tay trái nè, cũng lớn dữ lắm. Trong đây những cái món hàng rất là phong phú đa dạng luôn, bà con mình chọn lựa mua ở trong này cũng khá là nhiều đó. Rồi cái hướng đi thẳng này nè, đó là mình đụng cái công viên liền nè. Buổi chiều ngay cái đoạn này thì nếu mà các bạn nào á, có theo dõi mình á, những cái video clip trước thì các bạn sẽ biết ngay cái khu vực này là những hàng ăn vặt nè, cũng như là cái phố ăn đêm rồi đó, tập trung ở đây rất là đông luôn á, ngồi cả bên cái lề đường ở công viên á các bạn. Và hôm nay mình đi buổi sáng sớm thì cũng thấy những cái bàn bà con mình uống cà phê nè. Khu vực này là đông nhất nè, buôn bán hàng vặt nó chạy ra tới ở phía ngoài đây luôn á, rất là sôi động vào buổi tối luôn ha. Thì các bạn muốn biết á, các bạn tìm lại những cái video clip của mình đã có chia sẻ nhiều về cái không gian buổi tối ở ngay cái khu vực này. Rồi bây giờ mình chuẩn bị băng qua đường nè, để chạy xuống cái hướng ngã năm Mũi Tàu một tí xíu ha các bạn. Ngay đây cũng được coi là cái trung tâm của thị trấn luôn á, tại vì tập trung khá là nhiều những cái dịch vụ rất là lớn ở đây, cũng như là ngân hàng nè, rồi tiệm vàng, nhà sách, bưu điện, đó đều có cả ở đây. Rồi kế đó là những cái cửa hàng tư nhân cũng như là
thế giới di động, bách hóa xanh. Bên đây có một cái nhà sách Cần Duộc cũng khá lớn ở đây. Đó, cận sát bên đó là cái công viên Nguyễn Thị Bảy đó. Công viên này mình cũng có chia sẻ vào ban đêm ở một hai cái clip trước á. Ban đêm thì tập trung khá đông. Ở đây có một cái quán cà phê rất là mát vào ban đêm. Rồi lớp tập võ, rồi bà con mình á đưa con em thiếu nhi rồi đi chạy xe vòng vòng đây. Hàng ăn đồ buôn bán đồ tập trung đây khá là nhiều. Rồi theo cái hướng này mình chạy một đoạn ngắn nữa là mình sẽ tới ngã năm Mũi Tàu. Ngã năm Mũi Tàu thì đi được nhiều hướng. Nếu mà cái lần đầu tiên mà các bạn tới đây á, các bạn nhìn ngã năm Mũi Tàu mà không có bảng chỉ dẫn á, bạn cũng không biết là cái hướng nào nó đi về hướng nào luôn á. Cái ký ức mà lần đầu tiên mình ra đây nè, hồi đó đó các bạn, mình đã từng bị như vậy ha. Mình nói trời ơi, năm cái hướng giờ không biết đi hướng nào, đi đâu hết, sợ đi lạc luôn á. Tuyến này là tuyến quốc lộ 50, thì ngày nay cái trên cái tuyến này đa số là những cái quán ăn thì nó nhiều á. Mình xin điểm lại vài cái quán ăn nổi tiếng ở đây, cũng như một cái quán ăn cơm tấm nè, quên tên rồi. Rồi ở đây có một cái quán ăn chay nè, rất là đông và cũng nhiều người biết tới. Rồi bò né, rồi mì vịt tiềm đó, nhiều cái món ăn lắm. Trên cái đoạn này thì có hai cái quán cà phê lớn, một là Đông Phương, hai là Phước Hai ở phía bên tay trái của mình nè các bạn. Ngay đây có cả karaoke nữa ha. Còn phía dưới này á, là có bánh kem Thanh Hiền, rồi bún riêu cua. Nếu mà các bạn á, đi vào buổi sáng sớm thì các bạn thấy nó đông nghịch à. Nếu mà các bạn đi đúng vào cái khung giờ đông á, thì các bạn chờ cũng mỏi mệt lắm á. Chạy lên tí xíu nữa ở phía bên tay phải này có một cái tòa thánh Tây Ninh ha, ở huyện Cần Duộc. Thì cái tòa thánh này nó đã làm lại các bạn, sửa chữa ha, đập lại hết rồi xây lại mới, thì đập hồi năm rồi đó, còn không biết xây chừng nào xong. Chừng nào mà xong khánh thành đi rồi mình sẽ có một cái clip mình quay chia sẻ cho các bạn cùng biết ha. Tới rồi nè các bạn, vẫn còn cái cổng ở phía trước nè. Như vậy là mình đã đi một cái vòng ở khu thị trấn Cần Duộc này rồi. Mình cũng sắp tới cái ngã năm Mũi Tàu rồi. Bây giờ thì mình xin ngừng cái video clip tại đây nha các bạn. Nếu mà các bạn nào thấy cái clip hay hữu ích đối với bạn thì xin hãy ủng hộ cho mình bằng một cái đăng ký kênh để khích lệ cái tinh thần mình nha. Đó cũng là cái niềm động lực rất lớn để mình tiếp tục làm ra những cái video clip khác phục vụ cho tất cả các bạn. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái clip sau nha.